Xin chào và xin chào toàn thể tất cả các bác đã quay trở lại với video tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay tại cửa hàng bên em. Ngày hôm nay thì xin thông báo với tất cả các bác luôn là những cái dòng sản phẩm bát 25 của Martin Canh Én đã cập bến rồi các bác ơi. Rất nhiều những anh em lần trước có hỏi bên em về các cái dòng sản phẩm bát 25 mà dòng loa các bác vừa làm loa chính vừa làm loa trợ lời được. Có rất nhiều bác đang muốn chơi dòng này mà không có hàng ngày hôm nay. Hàng đã cập bến rồi, vừa mới đi thanh lý được lòng xong các bác nha. Tí nữa lên cho bác xong, trước khi vào đó thì em đang có một vài dòng sản phẩm cực kỳ tốt, cực kỳ ngon mà đang muốn giới thiệu đến cho bác đây. Đấy, đầu tiên có một đôi loa, hôm trước thì báo cáo với các bác luôn là hôm gần gần đây thì em có lên được một dòng sản phẩm của JBL này. Đấy, dòng này thì gân cao su các bác nhá, dòng này dòng của JBL Mỹ xịn luôn. Lần trước cái lô lần này thì có đi thanh lý được của một cái phòng hát cơ. Nhưng mà cái phòng hát này thì các bác thấy là nó đánh cả loa bát 25 nữa. Nhưng mà hôm gần đây nhất là em thanh lý được một đôi thì có một chiếc lẻ, thì hôm trước em bán cho bác rồi. Thì hôm nay có tìm lại được ở trong kho được một chiếc nữa. Hôm trước bán quá rẻ cho bác luôn, có mấy trăm nghìn bác. Đấy mà nghĩ bảo lại tiếc, bây giờ mà còn một đôi này mà bán chắc chắn là phải bán được tầm khoảng 2 triệu rưỡi 3 triệu đổ lên. Thế là rẻ nhất. Nhưng mà nói thật với các bác luôn là thôi thì đành phải tri ân cho các bác vậy. Mà bán giá rẻ quá thì không được. Thôi ngày hôm nay để cho bác giá nó chỉ loanh quanh cỡ khoảng tầm 950.000 thôi. Bác nào mà lấy làm loa trợ lời thì rất là hợp lý luôn nhá. Có một chiếc lẻ này thôi, các bác nào lấy thì alo cho em, hàng của JB, tặng kèm cho bác cái tay sách này luôn này các bác này. Đấy, hàng của JB SRX700 nhá, trong chuỗi series của nó luôn. Đấy, con này là SRX725 được chưa? Đó, con này thì chơi khá là ok đấy. Chép họng kèn và bát 25, gân của nó là toàn bộ gân cao su các bác nhá. Ok. Bên cạnh đây thì em có một cặp loa, nó cũng hàng lẻ đây. Đấy, cặp loa hàng lẻ, con này thì sứt sẹo nhiều lắm rồi. Con này nó bị rơi vỡ hết rồi các bác ạ, rơi vỡ hết rồi. Mà cái quan trọng nữa là nó có một vài cái vấn đề linh tinh nữa, nhỏ nhỏ nữa. Nhưng mà con này thì một đôi luôn. Con bên dưới thì đẹp hơn. Hàng của BF Audio các bác nhá. Con này là BF Audio KPL 105, 1050W. Đấy, 1050W của BF Audio Pro. Con này hàng chính hãng này các bác nhá, rất là xịn. Con này design và in Japan này đấy. Hàng rất xịn của Japan này các bác nhá. Con này là hàng chính hãng nhưng mà con này nó lâu ngày rồi các bác. Bác nào mà lấy thì hôm nay thì có một cặp lẻ lẻ này. Có một cặp này thì bác nào mà lấy thì để cho bác giá nó loanh quanh. Đôi này thì để cho bác giá chỉ 1 triệu 9 thôi một đôi được các bác nhá. 1 triệu 9, bác nào lấy thì có thể alo em nhá. Ok, bên này thì có một cặp loa tép kèn này nữa. Tép kèn rất là ok này. Cặp loa tép kèn này em thấy đánh giá là rất là sáng tiếng và bay tiếng luôn. Cặp này thì rất xứng đáng để chơi các bác nhá. Và một cặp này thì bác nào lấy trong ngày hôm nay giá chỉ 750.000 thôi. Bởi vì sao lại có giá rẻ như này? Bởi vì thứ nhất là cái chất lượng của dòng này tốt, tuyệt vời. Cái thứ hai là con này thì thật sự các bác luôn, hiện tại trong kho bây giờ không còn nhiều, có 1-2 cặp thôi thì bán hết sạch rồi, không còn nữa. Mà dòng này các bác làm loa trợ lời tép của nó rất là hợp lý luôn, giá lại bình dân, có 750.000 thì rất là hợp lý để chơi các bác nhá. Ok, các bác nào mà bồ kết dòng sản phẩm này có thể liên hệ ngay bên em, siêu tép trợ lời. Bác nào mà có gia đình mà có các bộ dàn karaoke hay là nghe nhạc đang thiếu tiếng tép thì rất hợp lý các bác nhá. Đấy, 750.000 đồng một đôi thôi. Và đặc biệt hơn nữa thì bên này có những cái đôi loa B3Q8 này. Đấy, B3Q8 chuyên trợ lời. Con này thì chuyên lời cho các bác nhá, chuyên lời và tép thôi. Đấy, con này thì rất là ok cho các bác đấy. Con này thì bác nào mà lấy trong ngày hôm nay thì giá cũng đang rất là rẻ thôi. Có 1.500.000 đồng một đôi thì em tính là nó quá là rẻ tiền luôn rồi các bác, quá là rẻ thôi. Đấy, bác nào mà ưng ý có thể nhấc máy sớm gọi điện cho bên em những dòng sản phẩm như thế này các bác nhá. Dòng này là dòng B3Q8, bác nhớ cho em, B3Q8 chuyên trợ lời. Đấy, 1.500.000 đồng một cặp. Con này thì rất hợp lý để các bác chơi gia đình luôn. Tem mác số series đầy đủ luôn nhá. Ok, bác nào mà có loa bát 25 hoặc bát 30 như này rồi thì các bác hoàn toàn có thể là làm thêm một đôi loa này nữa để trợ lời thì cực kỳ là hay nhá. 1.500.000. Ok. Quay trở lại với dòng loa ngày hôm nay, dòng loa cực kỳ hay và cực kỳ chất mà em muốn lên giới thiệu đến cho bác trong ngày hôm nay chính là dòng sản phẩm loa Martin Canh Én, dòng sản phẩm loa Martin hàng xịn luôn. Đây, tem mác phía đằng sau của nó các bác nhìn nhá. Blackline F10+. Đấy, số series này, tem mác đầy đủ này. Con này là Made in England các bác nhá. Made in England by Martin Audio Limited. Số series đầy đủ luôn. Và con này thì nó thật sự với bác là hàng quá tuyệt vời luôn. Hàng quá hay. Con này phải nói thật sự với bác là hàng quá hay luôn. Bởi vì là nếu mà để mà so sánh nhá, các bác thấy là những đôi loa bát 30 giá bán của nó cũng phải loanh quanh tầm khoảng cỡ 4 triệu đúng không ạ? Nhưng mà dòng sản phẩm này nó cao cấp hơn các bác. Nó cao cấp hơn, chất đơn rất là nhiều luôn. Nếu như các bác nào mà đã từng chơi những đôi loa Martin Canh Én bát 30 rồi thì các bác biết là cái chất lượng của những cái dòng sản phẩm này quá tuyệt vời.
Bởi vì từ cái chất âm cho đến độ đẹp, cho tới độ mới, cho tới là cái chất lượng của nó, không có một điểm gì để chúng ta có thể chê được. Nhất là bác nào mà dành cho, đây là những đôi loa mà dành cho bác nào nhá, mà không gian nhà nhỏ, được chưa? Tầm khoảng 30m2, 25-30m2 đổ về. Đấy, và thêm nữa là các bác đã có những đôi loa bát 30 rồi, các bác không muốn là ầm ĩ, chúng ta mà muốn vẫn muốn là hát karaoke hay, tiếng nó bay và nhẹ hơn, thì các bác hoàn toàn có thể chơi thêm. Đấy, những đôi loa của thằng Martin cánh én này, bát 25, tiếng của nó quá hay và tuyệt vời luôn các bác ạ. Đấy, nói thật sự với bác, nếu mà để mà nói những đôi loa đẳng cấp trên thị trường bây giờ thì chúng ta không thể quên được những dòng loa Martin, đặc biệt là những dòng Martin cánh én các bác nhé. Đẳng cấp luôn. Đó, thì các bác nhìn này, tem mác logo này, Martin Brazzer Audio này, dòng loa bát 25 các bác nhớ cho em nhá. Ok. Dòng này thì nói về chất âm thì nó khá là dài dòng, thì bây giờ thì xin phép các bác, em sẽ bóc qua ruột gan để các bác cùng nhìn và trải nghiệm luôn cái ruột gan nội thất của nó, xem là bên trong nó sẽ như thế nào, có đáng để chơi và có đáng để sở hữu không các bác nhá. Đây các bác này, đây là phần bên trong này, em sẽ bóc cái phần e căng ra trước các bác nhá. E căng của nó đây. Đó, con này toàn bộ là các cái dòng sản phẩm này đều là e căng cài hết nhá các bác nhá, đều là e căng cài hết. Ốc thì toàn bộ là ốc chôn gen, ốc lục giác chôn gen toàn bộ luôn này. Bác nhìn trên mỗi con ốc nó đều có những cái mã số sẫy, số seri này, rất là xịn các bác này. Ok. Tiếp theo phần tép, tép của nó đây. Dòng tép này sẽ là dòng tép bát, tép 450 các bác nhá. Đây này. Đấy, dòng Martin xịn luôn, có số seri tem mác nhá. Các nhìn mã QR này đầy đủ này. Tép của dòng này nhìn là tép 450 là nhìn là biết luôn rồi. Tép 450, chép họng kèn, rất là gấu luôn. Con này thổi tiếng tép rất sáng và bay tiếng luôn các bác nhá. Đấy, những hàng chính hãng như thế này thì các bác nhìn nó sẽ có những cái đường nét thiết kế cực kỳ chi tiết, cực kỳ là chỉ chu luôn. Đó, và tất cả các cái đường siết ốc của nó đều là ốc lục giác hết. Và nó sẽ có những cái dãy số seri và cái gì ạ? Có mã QR các bác nhá. Tất cả những hàng chuẩn xịn như này nó đều phải có mã QR này hết các bác nhá. Được chưa? Đó, tiếp theo là phần bát các bác nhìn thấy nhá. Tất cả các dòng sản phẩm này thì đều 100% là gân vải tẩm dầu hai lớp sóng. Bát 25 các bác, bát 25 gân vải tẩm dầu hai lớp sóng, và quan trọng nhất là gì ạ? Là cái màng bát toàn bộ là phải là màng giấy các bác nhá. Toàn bộ là màng giấy, và dòng giấy này nó là dòng giấy cao cấp, chuyên sản xuất ra những cái dòng loa cao cấp và những dòng loa chất lượng, được chưa ạ? Đấy, những cái dòng sản phẩm này đều là những dòng loa cao cấp và chất lượng, thì nó sẽ sử dụng những cái màng giấy xịn và chất như này. Và các bác nhìn những cái đường nét này, những đường kim mũi chỉ, những cái đường gân sóng của nó này, và những cái đường keo của nó này các bác này, nhìn nó làm cực kỳ là chỉn chu, cực kỳ là chi tiết. Đấy, rất đáng để chúng ta sở hữu và sử dụng các bác nhé, được chưa? Ok. Và tiếp theo các bác, bên trong ruột gan của nó sẽ như nào các bác? Em sẽ bóc luôn cái ruột gan nội thất các bác ra. Đó, bên trong đây các bác nhìn nhá, tất cả đều là những cái dòng sản phẩm phân tần, là toàn bộ phân tần dối 100%, giống như dòng Blacklight F12, F12 cộng, thì nó tất cả những dòng này đều là phân tần dối, và các bác nhìn nhé, đều có dãy số seri ở dưới này. Đó, những cái điểm đặc biệt nhất của những cái dòng loa xịn các bác nhé. Ok, còn phần phía phần bát thì sao? Phần bát bên trong thì các bác nhìn nhé, tất cả nó đều là sử dụng là bông tiêu âm đen nhé, kiểu bông tiêu âm kiểu sợi thủy tinh các bác. Đấy, làm bông tiêu âm này rất là tốt, rất là xịn luôn. Còn phần bát đây các bác, phần bát đây các bác nhé, phần bát của nó đây. Đó, các bác nhìn nhá, dòng bát này sẽ là tất cả đều là xương, kiểu xương đa chấu các bác nhé. Xương của nó đều là xương đa chấu và đều có dãy số seri ở trên các cái củ bát này. Đó, rất là xịn luôn, được chưa? Martin Brazzer Audio, dòng con này là từ của nó là từ 170 các bác nhé, từ của nó là từ 170. Côn con này là côn 76. Đấy, con bát các bác nhìn, bát loa bát có 25 mà từ 170 côn 76 thì cực kỳ là VIP rồi. Martin Brazzer Audio, được chưa? Dòng design và made by, tức là dòng rè là thiết kế và sản xuất bởi công ty Martin Brazzer. Đấy, hàng chính hãng của England các bác nhá. Đấy, các bác nhìn là hàng limited các bác biết rồi. England tức là của Anh Quốc các bác nhá. Dòng sản phẩm hàng chính hãng 100% thiết kế và sản xuất bởi công ty ở Anh Quốc. Đấy, các bác thấy chất không ạ? Đó, dòng này thì màng giấy cực kỳ VIP luôn rồi. Từ của nó là từ 170 côn 76, cực kỳ chất luôn các bác nhá. Ok, dòng này thì cực kỳ hay và cực kỳ chất như này rồi, ruột gan của nó cũng rất là đáng sở hữu. Riêng hàng xịn chính hãng này, pick loa các bác nhìn, pick loa của nó này, tất cả các đường pick này màu đen, và đặc biệt hơn nữa là nó có độ nhám nhất định các bác nhá. Đó, có những cái độ nhám nhất định như này. Hàng xịn chính hãng này các bác nhìn cái củ tép này, hàng xịn chính hãng của nó rất là ok luôn các bác nhá. Rất đáng để chơi, rất đáng để sở hữu, được chưa? Ok, và bây giờ không để các bác phải chờ lâu nữa, thì bây giờ xin mời các bác chúng ta cùng nghe và trải nghiệm qua chất âm của dòng sản phẩm này một chút, để các bác cùng đánh giá được xem là chất lượng nhạc của nó như thế nào các bác nhá. Ok, bây giờ sẽ đổi qua một cái đoạn nhạc remix đi, để các bác nghe và trải nghiệm chất âm nó sâu hơn nhá.
Em đổi qua cái phần nhạc lên mic đi. Tăng nhạc lên nào, tăng nhạc lên nào. Nữa, 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 nữa. Nữa lên. Ok, ok, ok. Xin mời các bác cùng nghe và trải nghiệm chất âm nhá. Bát 25 rồi, nhưng mà tiếng bát đánh cực kỳ căng luôn. Quá hay các bác. Giảm nhạc đi em ơi. Giảm nhạc. Ok. Đấy các bác nghe và trải nghiệm qua chất âm một chút của nó nhá. Em không test nhiều bởi vì là test nhiều quá thì sẽ bị đánh bản quyền ở trên cái video của YouTube này, nên là em test qua một đoạn thôi. Bác nào mà muốn nghe chất âm nó sâu hơn, chất âm nó hay hơn nữa thì có thể là liên hệ bên em để bên em test chất âm nó sâu và nó chi tiết hơn cho bác nghe và trải nghiệm các bác nhá. Còn ở clip này thì test nhanh thôi các bác nhá. Ok, ngày hôm nay thì lên rất nhiều các dòng sản phẩm cho bác. À mà trước khi hết video thì em muốn báo giá qua một chút về dòng sản phẩm này cho bác này. Martin cánh én dòng bát 25. Con này là dòng bát 25 nhá. Martin cánh én bát 25 ngày hôm nay thì lên cho bác dòng sản phẩm này với mức giá vô cùng rẻ luôn. Khẳng định với bác, nếu như bát 30 đang bán 6.500.000 đồng thì ngày hôm nay thì duy nhất 1, 2, 3 cặp cho bác chỉ với mức giá là 5.500.000 đồng một đôi. Hàng cam kết chính hãng, cam kết nguyên zin, nguyên bản, chưa qua động chạm sửa chữa. Và cam kết với bác nhận hàng được test âm thanh, kiểm tra thoải mái mới phải thanh toán tiền các bác nhá. Đấy, không chất, không xịn, không phải thanh toán tiền luôn, được chưa? Tặng luôn cho bác loa nếu như hàng không xịn các bác nhá. Ok, clip của em đến đây là kết thúc rồi. Các bác nào mà đi qua thì nhớ ấn đăng ký kênh và chuông thông báo. Và nhớ để lại một lượt like các bác nhá. Đấy, ngày hôm nay thì lên cho bác những dòng sản phẩm rất VIP của Martin cánh én, chỉ có 5.500.000 đồng thôi, rất là rẻ rồi. Hay rất nhiều những dòng sản phẩm khác nữa. Ngày mai thanh lý cho bác. Bác nào ưng ý dòng sản phẩm nào thì có thể liên hệ sớm với bên em các bác nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bác trong những video clip lần sau. Xin chào.